Rồi chúng ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của tỉnh Nghệ An 2023-2024. Đề như sau. À, trong phòng thí nghiệm thường điều chế khí CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl như hình vẽ sau. Điều cầu chúng ta là biết ý gì chỉ có thể là các chất sau. 2 4 đặc NaOH, NaHCO3 và NaHCO3. Em hãy chọn chất đều phù hợp và giải thích cách chọn. Đó. Bây giờ đây là một câu hỏi nói về hình ảnh thí nghiệm. Được chưa? Và thầy nói các bạn kiểu câu hỏi như thế này nó gặp nhiều đề lắm. Được chưa? Chúng ta quay trở lại câu chuyện hồi nãy. Hồi nãy bạn thư bạn nói bằng ngáy lý thuyết. Đây là cái sự sai lầm nha em nhé. Thầy nói các bạn, bạn làm như thế này là không đúng đâu. Anh nhớ điều đó cho thầy. Bây giờ em hiểu như thế này. Bây giờ thầy sẽ xét cho từng giai đoạn một Đầu tiên là khi người ta cho HCl vào CaCO3 thì phương trình của chúng ta đó là HCl cộng CaCO3 để tạo thành CaCl2 cộng CO2 cộng H2O. Tiếp. Như vậy bằng hiểu như thế này, như vậy cái ống này là ống dẫn khí và đây là khóa khí này. Thì khí em thu được chắc chắn ở đây là CO2. Và bằng hiểu như thế này, kết quả cuối cùng chúng ta thu được CO2 bữa trước mình nói các bạn rồi. Đây là phương trình điều chế CO2 thì kết quả cuối cùng trong cái bình này phải chứa CO2. Nếu không chứa CO2 thì sẽ không điều chế được CO2. Đó rồi. Bây giờ cái đoạn nào dễ mà giải thích nhớ. Như vậy dung dịch nào hát đây có tác dụng đó là sẽ tác dụng với CO2 để để hạn chế khí CO2 thoát ra gây nhiễm môi trường. Như vậy nó sẽ biến thành na 2 CO3 cộng cho H2O. Là có thể là co 3 cũng được em nhé. Rồi. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Tiếp, bây giờ bạn hiểu như thế này. Như vậy chúng ta nhìn thấy này, sản phẩm chúng ta thu được là gồm gì? Gồm có CO2 và H2O đúng không em? Cái đúng không ạ? Sản phẩm sau có phản ứng mà chúng ta điều chế là gồm có CO2 và H2O. Như vậy bình 1 ở đây là bình chứa cái gì và bình 2 là bình chứa cái gì? Em hiểu như thế này. Ít y có thể là có đi có thể là tức là bình tròn có bình 1. Hóa chất có trong bình 1 là hóa chất nào? Hóa chất trong bình 2 là hóa chất nào? Bạn hiểu vấn đề thầy nói không? Các bạn hiểu vấn đề thầy nói không ạ? Như vậy ở đây em sẽ chọn đó là gì? Thì em lưu ý với thầy. Em hỏi chọn hóa chất thì em lưu ý với thầy này. Sản phẩm chúng ta thu được gồm có CO2 và H2O. Thì hóa chất bình 1 của chúng ta chọn ở đây. Được chưa? Nó là hóa chất. Trong bốn hóa chất này. 1, 2, 3, 4. Thì đây thầy mình sẽ loại đi hai hóa chất. Đó là NaOH. Và Na2CO3. Tại sao là như vậy? bởi vì á, CO2 chúng ta tác dụng được với cả hai hóa chất này thì cái đó nó sẽ biến thành NaHCO3 em hiểu em hiểu vấn đề chưa? Vì việc chỉ còn hai hóa chất thôi các bạn hiểu vấn đề không ạ? các bạn hiểu không ạ? Dạ hiểu rồi máu chốt ở đây còn một tí nữa đó là gì? Và bạn biết là HCl chúng ta là một cái chất dễ bay hơi đúng không em? Như vậy trong trường hợp này cái, cái sản phẩm chúng ta thu được ngoài CO2 và nước rồi thì cái cái ống nhận khí này nó có có thể có chứa HCl nữa. Và nhiệm vụ của bình 1 này là bình á, hiểu như thế này. Em hiểu như thế này nha. Nhiệm vụ của bình 1 đó là bình hệ hấp sẽ hấp thụ HCl còn bình 2 sẽ hấp thụ nước. Mà bình 2 hấp thụ nước thì chắc chắn bình 2 này là H24 đặc. Như vậy y là H24 đặc. Như vậy x của chúng ta là thằng này. Được chưa? Để cho em bài giải thích cách phù hợp thì thầy giải thích như thế này. Ở sản phẩm chúng ta sau khi điều chế xong thì nó gồm 3 khí đó là HCl, CO2 và nước. Chúng ta sẽ dẫn qua bình 1 là chứa NaH3 và nhiệm vụ của bình 1 là giữ HCl lại. HCl còn bay hơi đó, thì nó sẽ qua bình 1 là chứa NaH3. Thì cái đó nó tạo thành Na2CO3. Xin lỗi NaCl cộng CO2 cộng H2O. Và nó giữ cái HCl lại. Bình 2 mình chọn đó là H4 đặc vì H4 đặc là một chất háo nước. Các em ý kiến gì chỗ này hay không? xong rồi đúng không? B này em hãy viết phương trình hóa học điều chế khí CO2 trong thí nghiệm trên thì thầy đã ghi xong rồi ha. Tiếp câu C. Thế em có thể thay thế dung dịch HCl bằng dung dịch H2SO4 được hay không? Vì sao? Đó. Bạn nào ạ? Theo bạn chúng ta có thể thay thế dung dịch HCl bằng dung dịch H2SO4 được hay không? Được chưa em ạ? Rồi, muốn biết được hay không thì chúng ta cần phải ghi phương trình ra. Như vậy nếu thay thế à, HCL bằng h 24 thì phương trình sẽ ra như sau. 22S4 cộng cho CaC3 để tạo thành CaS4 cộng CO2 cộng H2O. Thằng này sinh khí này, sinh này cái tủa này. Như vậy thằng này dung dịch, đây dung dịch sẽ là đây kết tủa cái tủa ha và bạn lưu ý với thầy là gì nếu mình thay thế dung dịch HCl bằng dung dịch H4 thì nó sẽ tạo ra hợp chất là CaE4 CaE4 chúng ta là một hợp chất ít tan ít tan màu trắng và bạn biết là gì tại sao là những cái phương những cái phản ứng mà liên quan tới Ca cái phản ứng hóa học thì người ta sẽ không cho tạo ra cái tủa của CaE3 sẽ là 4 bởi vì sao ạ bởi vì nó là một chất ít tan nó tan một lượng rất ít tức là nó có tủa được chưa nhưng mà tụ không đáng kể được chưa màu trắng. Còn nếu em làm như thế này thì sao? Thì bạn biết là cái tủa này nó sẽ bám trên C3. Và khi nó bám trên C3 thì cái dẫn đến hiệu suất của phản ứng này nó sẽ giảm. Bạn hiểu ý tôi thầy nói không ạ? Thầy nói là Ở đây người ta không thể dùng H24 thay thế cho HCl được bởi vì một lý do nho nhỏ như sau. Bởi vì khi đó nó sẽ tạo ra hợp chất CA4 là hợp chất ít tan bám trên C3 và ngăn cản quá trình phản ứng của H24 với xe 3 để tạo sinh khí co 2 Hay nói khác, nếu dùng H24 đặt giá 24 thì ở đây trong trường hợp bài toán này hiệu suất bài toán sẽ giảm. Thì em do tạo ra hợp chất ít tăng là Ca 3 thế thôi. Được không ạ? Rồi còn câu D thì dễ rồi. Nghe kỹ. Ở đây người ta nói là gì? Ở đây bông tẩm em nghe kỹ nha. Bông tẩm dung dịch Nam H có vai trò gì? Thì bạn biết rồi, bông tẩm Nam H là sẽ hạ ngăn cho khí CO2 không thoát ra khỏi môi trường được chưa nè và đây bạn cần lưu ý với thầy nữa bây giờ cái khó nhất của bạn ở đây là ghi phương trình thì chúng ta ghi đây rồi theo bạn còn phương trình nào nữa hay không vì bằng hiểu như thế này bông tẩm nào hát là một cái lượng mà nó rất là ít kiếm ha lượng rất ít thì ở đây thì sau khi phẫn bột xong thì cái lượng nào hát đã hết rồi được chưa thì bây giờ chúng ta sẽ còn có vườn phần, phần số 2 nữa đây phần số 2 nằm đây em. Và ở câu D chúng ta có hai phương trình nha. Ở câu D này, câu D chúng ta có phương trình này và phương trình này. Vậy thôi. Và đây là tất cả những gì mà thầy muốn gửi đến các bạn trong các phương các, các, phản ứng điều chế CO2. Các phần này thì chúng ta đã học trong bài kim loại tác dụng với muối em. Được chưa? bao nhiệm vụ người ta có hỏi gì thì cũng biết cách trả lời thôi, rất đơn giản.